Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ hàng bên cơ sở lan rừng của em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 6 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng của em cập bến ngập nhà luôn những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn, và những cây lan đang mùa ghép tuyệt vời nhất ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xe báo thì sẽ siêu hồng có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc cô chú anh chị nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là mặt hàng kg. Thì mặt hàng kg hiện tại bên em có, đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương tam bảo sắc. Hàng lá xếp lá ngắn đẹp mê mẩn luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, cây không quá lớn luôn ạ. Cô chú anh chị có thể dễ dàng ghép. Và cái mùa bây giờ thì cái mùa ghép tam bảo sắc tuyệt vời luôn. Cái hàng này thì nó là cái vùng miền mà nó đa số là sẽ nở hoa vàng cô chú anh chị nhé. Với cái màu hoa của nó gần như là hoàng nhạn luôn và thơm vô cùng luôn ạ. 1 kg của dòng giáng hương này em xin phép được bán 190.000 cho 1 kg. 190.000 cho 1 kg cho một cái lô giáng hương tam bảo sắc đẹp mê như thế này. Cô chú anh chị lấy nhiều thì có thể báo em, giá sẽ có giảm chút xíu khi cô chú anh chị lấy lượng lớn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Một cái lô hàng cây vừa sinh. Cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình. Ở đây thì em đang có cả những cái hàng kia theo hình nhé. Hiện tại thì đang có những cây quế lan hương mà đang có nụ rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị này. Một nhánh quế nhỏ luôn thôi ạ, cũng chắc chắn rằng là cũng đủ làm cho cô chú anh chị trở nên có một mùa tháng 8 thật sự là nó tuyệt vời hơn cô chú anh chị này. Hiện tại thì những cây quế đang bắt đầu là có một số cây đang nhú nụ rồi cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Đó. Và cô chú anh chị nào mà vừa muốn được thưởng thức hoa mà lại muốn có thể trồng được những giò quế, những cái giò quế thì ở đây, đây chính là một cái thời điểm lựa chọn tuyệt vời nhất trong năm ạ. Giá em đang bán là 400.000 cho 1 kg, mà em bán ngay từ 0,3 kg. Dòng quế hay dòng táng hương tam bảo sắc trong những dòng lan đẹp mà dễ thuần dễ trong vô cùng luôn ạ. Và sang bên này đây ạ là một cái lô hàng tuyển chọn, đó là cái dòng lan tiểu hồ điệp cô chú anh chị nhé. Tiểu hồ điệp, một cái dòng lan đa màu sắc, gọi là tiểu hồ điệp nhưng mà cái cần hoa vươn rất là cao. Hiện tại thì cũng đang có một số cây là đang có nụ cô chú anh chị ạ, nhưng mà nụ khá là lớn rồi nên là vận chuyển đóng gói trên rừng về thì nó cũng có bị gãy nụ đi. Ngay từ thân lá cô chú anh chị có thể thấy là đã đủ màu sắc rồi đúng không ạ? Và khi mà nở hoa cũng vậy, nó như là một cái dàn đồng ca về các sắc màu luôn. Đó là dòng lan tiểu hồ điệp, đây là hàng tuyển chọn. Cô chú anh chị nhìn thấy là hàng cây rất là đẹp và cái rễ thì cũng đã cắt tỉa rất là kỹ mà nó không bị rễ bó từng cục như là những lô trước cô chú anh chị nhé. Hàng rất là đẹp ạ. Giá xin phép bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Và sang bên này đây ạ là một cái lô giáng hương đuôi trồn, hàng lá xếp cực kỳ là đẹp luôn. Giá bán lẻ thì gần như là ngang giá bán sỉ luôn ạ, 190.000 cho 1 kg. Cái dòng giáng hương đuôi trồn, cây vừa đều tăm tắp và hàng xếp đẹp như thế này. Đó, cái mùa mà cây đang bắt đầu là sẽ bắn những cái rễ mạnh nhất trong năm, cái thời điểm trong năm mà cây có thể ra rễ khỏe và đẹp nhất nhé các chú anh chị nhé. Đây ạ, em vừa cân xong một cái lô giáng hương đuôi cáo đây. Cái tầm mùa bây giờ thì giáng hương đuôi cáo đã có phần giảm sốt nhẹ rồi cô chú anh chị nhé. Và giá hiện tại ở đây thì em đang bán với giá chỉ có 190.000 trong 1 kg thôi. Thì cô chú anh chị có thể thấy là hàng em chọn lựa cắt tỉa rễ rất là kỹ như thế này rồi cô chú anh chị này. Đấy, hàng em đổ ra lộn xộn như thế này. 190.000 cho 1 kg hàng lẻ. Còn nếu cô chú anh chị cho vào vườn hay là hàng sỉ từ 5 kg, 10 kg sẽ có giá ưu ái hơn cho cô chú anh chị mình nhá. Cây thì khá là đều cây cô chú anh chị ạ, khá là đều cây. Còn nếu mà cô chú anh chị mà muốn lấy hàng gọi là những cây mà theo những hình mà mình ưng ý thì cô chú anh chị mình lát nữa có thể chọn hàng theo hình cho em cô chú anh chị ạ, có thể chọn hàng theo hình. Còn ở đây thì hàng cân em sẽ bán xô với giá là 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Còn nếu mà cô chú anh chị mà mình muốn kỹ càng và muốn chọn theo được hàng ưng ý thì lát cô chú anh chị chọn theo hình ở đây cho em. Sẽ có rất là nhiều những cái hàng hình lá xếp độc đáo và đẹp để cô chú anh chị mình lựa chọn nhé cô chú anh chị nhé, là mặt hàng kg. Còn sang bên này đây sẽ là những cái lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Lô hôm nay về quá đẹp cô chú anh chị này, những phần kiều mỡ cây bé nhỏ thôi nhưng mà siêu sai bông, cái hàng kiều mỡ của vùng Cao Bằng quê em. Cô chú anh chị mình có thể cùng em chọn những cái lô kiều mỡ này.
Cái hình kiều mỡ ở đầu tiên đó là em gọi là đây là hình 24 nhá cô chú anh chị nhá. Một cái lô kiều mỡ cây rất là đều và cực kỳ là đẹp như thế này ạ. Và cái lô kiều mỡ này em xin phép được bán với giá sẽ là 120.000 cho cả lô này ạ. Đẹp mê mẩn luôn, 120.000 cho lô kiều mỡ này. Cô chú anh chị về có thể làm được cả hai giò luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 25 này. Hình 25 một cái lô kiều mỡ này. Lô này xin phép được bán với giá là 100.000 cho lô kiều mỡ 25 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 26 ạ. Hình 26 thì em có nguyên hai dề thôi mà thân dài nuột cực kỳ là đẹp luôn. Nguyên hai dề, thân dài rất là đẹp, hai dề trung gốc. Và cái hình này xin phép em được bán với giá là 150.000 cho cái hình này nhé cô chú anh chị nhé. 150.000 cho cái hình số 26 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 27 này. Hình 27 này chỗ này cũng là hai dề cô chú anh chị ạ. Hai dề ở hình 27 này em bán với giá là 130.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình 28. Hình 28 này em bán với giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 29. Hình 29 này em bán với giá là 110.000 nhé. Và hình 30 này. Hình 30 ở đây em bán với giá sẽ là 90.000 cho hình số 30 này ạ. Hình 31 ạ, lô kiều mỡ hình 31 này em bán với giá là 100.000. Đó. Có bàn ngoài hình kiều mỡ thôi. Và sang bên này đây sẽ là những phần dáng hình hải yến rất là xinh đẹp ạ. Hai lô hải yến duy nhất. Mỗi một lô như vậy em để giá là 40.000 cho một lô. 40.000 cho một cái lô dáng hương hải yến này, đủ cho chú anh chị làm những cái chậu lan hải yến rất là đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hải mốc hồng. Một trong những dòng lan hải được coi sẽ nở hoa vào thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Những cây lan hải mốc hồng mà em đang để giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 120.000 cho 1 kg hải mốc hồng. Cái dòng lan hải phải nói cây bé nhỏ nhưng mà hoa phải nói là siêu xinh. Rất là to so với cái thân cây nhỏ bé của nó cô chú anh chị ạ. Em bán ngay từ 0,3 kg rồi nhé cô chú anh chị nhé. Với 0,3 cô chú anh chị mình ghép mỏi tay cho em cô chú anh chị ạ. Ghép được rất là nhiều chậu luôn. Mỗi một cái chậu lan hải mốc hồng thì cô chú anh chị chỉ cần ghép khoảng tầm 3 cho đến 5 cây thôi ạ. Đây ạ, đây là một cái chậu hải mốc hồng em đã trồng thuần cô chú anh chị thấy ạ. Thân lá cực kỳ là mướt và đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn so với cây mà hàng trong này. Khi mà mình trồng thuần thì cây nó sẽ rất là đẹp như thế này. Và đặc biệt là khi nở hoa thì phải nói là vô cùng là xuất sắc luôn. Là cái dòng hoa của dòng lan hải mốc hồng. Sau bên này đây sẽ là đây, cô chú anh chị nhìn cho em này. Đây là mặt bông của dòng lan hải mốc hồng ạ. Cực kỳ là tuyệt vời, quyến rũ như thế này cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những chậu lan hải hồng. Hải hồng thì gần như là mỗi một cây lan hải hồng khi mà cô chú anh chị trồng ấy thì đều sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Đều sẽ cho hoa hết. Và cái bông hoa của nó cũng gần na ná như là những cái cây của cây hải mốc hồng ấy cô chú anh chị này. Đấy. Mang hình dáng chiếc hài màu hồng đỏ rất là đẹp như thế này đấy ạ. Gần như là mỗi một cây thì khi mà trồng ấy thì nó đều 100% là mỗi từng cây một sẽ đều cho hoa đấy cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em đang có chậu này gọi là chậu số 6 ạ. Cây cực kỳ là to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hai cây mẹ con rất là to này. Hình hài hồng này em xin phép được bán với giá là 120.000 ạ. Gọi là hình 6 và hình bên này sẽ là hình số 5. Cái cặp đôi này em bán với giá là 110.000 ạ. Đẹp mê, toàn cây to thôi, hình số 4. Hình này em bán với giá 120.000 và bên này sẽ là hài Henry. Henry chậu hài Henry số 2 100.000 và Henry số 3 với giá là 80.000. Và hài táo một chậu duy nhất thôi ạ, là hình số 1 với giá em bán là 80.000 nhé. Ngoài ra thì hôm nay thì em về một cái lô hài Vân Bắc. Hài Vân Bắc thì thời điểm bây giờ như em đã nói rồi ạ. Trước đây em nói rồi, hài Vân Bắc thì đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi. Cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn những cây lan hài Vân Bắc ở đây cô chú anh chị nhé. Rồi ạ, cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn những cái hình lan hài Vân Bắc ở đây nhá. Hình này em gọi là cái hình 23 ạ. Đây là một cái dề gồm có hai cây nhá cô chú anh chị nhá. Hai cây vào đây cô chú anh chị thấy là cả hai cây đều đang mèo hết này. Hai cây Vân Bắc rất là xinh và đều đang mèo nụ hết nhá. Mới cặp Vân Bắc hai cây đang mèo nụ này với cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn. Em xin phép được bán cặp này với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. 200 à thôi em bán 220.000 đi ạ cho cặp hài Vân Bắc đang mèo nụ này, 220.000 cho hai cây này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 22. Hình số 22 này em đi ngược một chút xíu cũng là hai cây Vân. Hai cây Vân, một cặp đôi hai cây Vân này em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000, hai cây Vân này 110.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21 ạ, một cây cực kỳ là đẹp mà rất là nhiều lá, cây này cũng đang mèo rồi này cô chú anh chị này. Cực nhiều lá luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, mỗi cây đang mèo rất là đẹp và nhiều lá. Cây này xin phép được bán với giá là 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo hình 20. Thôi em bán hình này với giá 120.000 đi. Cây này 120.000.
Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20 này. Hình 20 ở đây, hình 20 ở đây cũng là một cây mẹ con, cũng là một cây vân mẹ con và cũng đang có nụ này cô chú anh chị. Cây này em bán với giá là 120.000 luôn cô chú anh chị nhá, 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19, phần này là có 4 cây nhá cô chú anh chị nhá. 4 cây này em bán với giá là 100.000 thôi. Đó, 4 cây này bán 100.000. Và hình tiếp theo 18 ạ, 18 là 8 cây em bán luôn 100.000. Và hình số 17, cây rất là to ạ. Cây rất là to, hình 17 cây cực kỳ là to luôn. Và hiện tại cũng đang cây này cũng đang mèo chưa? Cây này cũng đang mèo này cô chú anh chị này. Cây này em bán với giá là 110.000 đi. Cây này bán với giá 110.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là sẽ hình 16. Hình 16 là 2 cây cô chú anh chị ạ, 2 cây ạ. 2 cây, cây mẹ con, cây này thì năm ngoái cho hoa nha, cây này thì năm nay chưa cho, không cho hoa này. Cặp đôi này em bán với giá là 110.000 luôn này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Cũng là một cặp đôi 2 cây. 2 cây nhá, cây khá là lớn rồi nhưng mà hiện tại thì em chưa thấy cây này, không biết là năm nay có nụ hay không nữa. 2 cây là lớn này, em bán với giá là 120.000 cho cặp đôi này nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này là cũng là một cặp đôi 2 cây ạ. 2 cây rất là đẹp ở đây ạ. Hai cây rất là đẹp ở đây thì cái hình này, cây này khả năng là sẽ có nụ đấy. Cặp đôi này em bán với giá là 120.000 ạ, cho hình 20. Hình số 2, hình số 14, hình số 13 là một cây mèo nụ này cô chú anh chị này, đẹp mộng mơ luôn. Đẹp mộng mơ luôn ạ. Đẹp mộng mơ luôn, cái hình này em xin phép được bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo hình số 12. Hình số 12 là một cặp cây mẹ con đang nụ rất là đẹp đấy ạ. Và cái hình này em bán với giá sẽ là 150.000 cho cặp đôi này nhá. 150.000, cây rất là đẹp ạ, cây to. Thôi em bán 140.000 đi. Sang hình số 11, 3 cây. 3 cây khá là nhỡ, khá là đẹp. Hình này em bán với giá 100.000. Rồi ạ, cái hình ở đây hình số 11 ạ. 2 cây lá ngắn tròn vo xếp, 3 cây lá ngắn tròn vo xếp rất là đẹp này. Với giá em đang bán 110.000 này. Và sang hình tiếp theo là hình số 14, cây rất là đẹp luôn. Với giá 120.000 thôi ạ, siêu rẻ luôn nhé cô chú ý chị nhá, cực kỳ là rẻ luôn. Và sang hình số 9 này là một cái cây mà cũng đang mèo nụ cô chú ý chị ạ. Một cây đang nụ và lá xếp rất là đẹp luôn. Cây này em bán với giá 120.000 ạ. 120.000 cho cây này cô chú ý chị này. Cây mẹ con rất là đẹp nhá. Sang hình tiếp theo hình số 8, một cặp đôi 2 cây. Bán hình này, trời ơi cây này nụ mèo đẹp chưa này cô chú ý chị này. Cặp đôi này em bán với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cho cặp đôi này là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 cũng là một cây hai, một cặp đôi 2 cây, lá rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cặp đôi 2 cây rất là xinh. Cặp đôi này em bán với giá là 120.000 nhé. Là cho hình số 7 đấy ạ. Mặt trời Bangkok ạ. Một cái dòng lan mà không chỉ đẹp hoa mà còn đẹp thân lá mộng mơ luôn cô chú anh chị. Hàng lá xếp tuyệt vời luôn. Hàng lá xếp rất là đẹp mà cho không phải cho hoa một mùa mà cho hoa quanh năm luôn. Hoa thơm và rất là bền hoa. Hoa đẹp đến tận ngày tàn luôn. Cái sắc hoa càng nở thì cái màu cam càng tươi. Và cả lưỡi anh tím, kết hợp với lưỡi anh tím rất là đẹp như này. Một chậu như thế này em đang để giá có 120.000, à 130.000 thôi cô chú anh chị nhá. 130.000 thôi cho một cái giò lan xinh đẹp như thế này, dễ sống, dễ chăm vô cùng. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan trồn Thái. Riêng dòng trồn Thái thì nó sẽ mang rất là nhiều những ưu thế, đó là cần hoa cực kỳ là dài và cũng dễ sống, dễ chăm. Sai hoa nhá cô chú anh chị, 160.000 cho một bản trồn Thái ạ. Samurai. Samurai, một cái dòng lan phải nói của chú anh chị thưởng thức hoa là siêu 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 đỉnh luôn. Thơm ngọt như là cái mùi kẹo. Và đặc biệt cái cũng cho hoa liên tục. Và một cái dòng lan với cái hoa trắng thanh khiết tuyệt vời luôn ạ. Em đang để giá một chậu Samurai, một chậu to như thế này với giá 150.000 thôi. Hoàng thảo kèn ạ. Hoàng thảo kèn, những cái bảng hoàng thảo kèn trồng thuần ổn định, cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhé. Đây, nhìn cái giá thể, nhìn những cây kèn, những bộ rễ bám trên cái giá thể, cô chú anh chị biết rằng là những bảng hoàng thảo kèn này là chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái giò kèn thuần rất là đẹp khi mà nó đến mùa tới, nó nở hoa cô chú anh chị nhé. Và một bảng hoàng thảo kèn đẹp như thế này này, rơi ít nhất là từ 6 thân trở lên ạ, đây ạ. Rơi ít nhất từ 6 thân trở lên, cây rất là đẹp như thế này. Và em đang để giá có 150.000 thôi ạ. Rất là xứng đáng để cô chú anh chị có thể bỏ ra một cái số tiền với giá tiền là 150.000 thôi để sở hữu một cái bảng hoàng thảo kèn hàng thuần sẵn trên bảng gỗ đẹp như thế này rồi.
Đó, cô chú anh chị không phải lăn tăn gì nữa, nhìn nguyên thấy cả bộ rễ cây bán giá thể chắc chắn đẹp như thế này và rất là nhiều thân. Với giá tiền chỉ có 160.000 cho một giò hoàng thảo kèn, 150.000 cho một giò hoàng thảo kèn vậy. Hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng này, thân dài mướt đẹp luôn. Cây có vẻ là hơi khó ghép nhưng mà khi mà cô chú anh chị ghép được rồi thì chắc chắn là có cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp xuất sắc. Một lô nghệ tâm này với giá là 40.000 cho một lô nhé. Một lô là cả một cái ôm mà cô chú anh chị có thể ghép được một giò to ủnh luôn ạ. À. Thôi 40.000 thôi trong cái lô hoàng thảo nghệ tâm như thế này. Và bên này là một cái cây lan hồ điệp mà phải nói là vô cùng là độc đáo và tuyệt vời luôn ạ. Đó là dòng lan hồ điệp blue với cần hoa rất là dài, cây bé nhỏ nhưng cần hoa rất là dài xinh đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan hồ điệp blue như vậy em đang để giá là 45.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị lấy cả 5 giò em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình. Đó, một cái bông hoa cây bé nhưng mà hoa cực kỳ là xinh. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan. Bên này sẽ là những cái chậu lan giả chớp bịp ạ, một cái chậu giả chớp bịp như vậy. Hoa quanh năm dễ sống dễ chăm cô chú anh chị nhé. Nhiều mùa hoa hiện tại này cô chú anh chị này. Và cây khỏe đẹp như này em đang để giá 150.000 cho một chậu giả chớp bịp. Thiên nga đen, một cái dòng lan mà tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí ạ. Cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị, chậu nào chậu đấy ngắm lá thôi cũng đẹp ạ. Em bán một cái chậu thiên nga đen như thế này sẽ là 130.000 cho một cái giò thiên nga đen, về chỉ việc tưới và chờ hoa thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông. Đây là những cái chậu kiều vuông Lộc Bắc ạ. Chậu nào chậu đấy cực kỳ là mướt luôn. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị những cái chùm hoa như những chiếc đèn lồng tuyệt vời luôn ạ. Thân to nú luôn. Một chậu kiều vuông Lộc Bắc như thế này em đang để giá có 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả hàng rừng cô chú anh chị mua luôn ạ. Đó, thậm chí còn rẻ hơn cả hàng rừng luôn. Và sang bên này sẽ là những cái cây lan kiều tím yên tử ạ. Một trong những dòng lan kiều phải nói là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều cô chú anh chị ạ, đẹp trong giá trị nhất trong tất cả những dòng lan kiều đấy ạ. Và kiều tím yên tử với giá tiền chỉ có 140.000 cho một giò thôi, mà giá trên thị trường chắc rằng là ít người người ta bán dưới 180 trong cái chậu kiều tím yên tử như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đó, 140.000 trong một cái giò lan kiều tím yên tử. Đây là vẻ đẹp kiều tím yên tử. Cô chú anh chị chắc chắn rằng sẽ không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái màu hoa của nó. Và một cái rễ thông đất hay còn gọi là dâu rồng ạ. Cái rễ thông đất này em bán cả một cái rễ rất là to này cô chú anh chị này. Đó, và thêm một cái rễ nhỏ này nữa. Em bán rễ này với giá là 60.000 nhé cô chú anh chị nhá. 60.000 cho rễ thông đất này. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Những cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cho cô chú anh chị nào muốn một cái giò siêu phẩm cho mùa hoa tới ạ, gà tròn vùng Cao Bằng. Thân thì gần như là gà dẹp nhưng khi mà sổ hoa bông hoa cực to, sai bông, mắt nhung đen đẹp tuyệt vời luôn này cô chú anh chị. Đó, gà tròn vùng Cao Bằng. Nguyên một cái rễ trung gốc đẹp như thế này. Đó, quá nhiều thân hoa. Một cái rễ cực kỳ là khủng và đẹp ở đây ạ. Xin phép em bán cái rễ gà này với giá sẽ là 390.000 cô chú anh chị nhé. Gói rề không phải là rất là nhiều thân thì thôi, mà thân lại còn dài và cực kỳ là mướt như thế này. Đó, vài chục cái thân hoa mà lại cực kỳ là mướt như thế này, chắc chắn rằng sẽ cho cô chú anh chị một cái giò lan siêu phẩm. Một cái giò siêu phẩm khi mà nó nở hoa cô chú anh chị nhé. Gọi là cái hình này gọi là hình số 69 ạ. Tiếp theo, thực sự là để có một cái rề gà nó đều đẹp như thế này này, thân dài mướt mượt như vậy, nguyên rề như thế này thì to như thế này cực kỳ là hiếm luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 70 ạ. Hình 70 cũng là một cái rề nguyên nhá, nguyên một cái rề gà của chú anh chị ạ. Nguyên một cái rề gà của hình 70 này, em xin phép bán hình này với giá là 140.000 cho cái rề gà này, hình số 70. Tiếp theo là hình 71 ạ. 71 đây ạ, cũng là một cái rề thân vàng óng, thân căng mướt luôn, rất là đẹp như vậy. Và cái rề gà này em xin phép được bán với giá là 100.000 này. Tiếp theo 72 ạ. Rề gà 72 to chưa cô chú anh chị, đẹp mê chưa. Đó, một nguyên một cái rề một mảng như thế này về cô chú anh chị tìm giá thể ốp lên cho em ạ. Cái rề này xin phép em được bán với giá là 240.000 cho rề gà này nhá, 240.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 73. Hình 73 này là chỗ này nó là hai rề này cô chú anh chị này, hai rề xinh xinh ở đây. Hai rề này em bán với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. 90.000 đi cô chú anh chị, 90.000 cho hình này đi. Hình 7 tiếp theo hình 74, hình 74 cái chỗ này em bán với giá là 60.000 nhá. 60.000 cho hình 74. Hình tiếp theo sẽ là hình 75. Hình 75 một cái lô gà này chỗ này cũng là hai rề ạ, hai rề gà hình 75 này. Em bán đây, mầm gốc lên đang cũng đang lên rất là đẹp luôn. Hình 75 này em bán với giá là 90.000 và hình 76 ạ. 76 này em bán với giá là 90.000 nhá. À, hình này bán với giá 90.000 đi. Sang hình tiếp theo hình 77. Hình 77 này, nguyên một cái rề như vậy.
Đó, thân to đen chùi chũi rất là đẹp luôn như vậy. Hình 77 này em bán với giá là 120.000 này. 120.000 cho hình này. Hình tiếp theo sẽ là hình 78 ạ. Hình 78 em bán với giá là 130.000, 140.000 cho hình 78 nhá. Và hình 79 ạ. Hình 79 cái lô này em bán với giá là 65.000. Dòng lan kiếm cho cô chú anh chị nào đang yêu mến những bông kiếm, mỗi một cái cây lan thì nó mang một vẻ đẹp riêng. Bên em thì đủ những chủng loại luôn. Đây là những cái chậu lan kiếm vị hoàng. Thì hôm cô chú anh chị cũng có anh chị nói rằng là muốn mua cái chậu lan vị hoàng này của em. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái kiếm vị hoàng này cũng rất là rẻ rồi. Mặc dù cái mặt hoa nó rất là đẹp nhưng mà nó cực kỳ là rẻ luôn rồi. Mà trong khi đó thì trước đây em mua 25 triệu ạ. Thì bây giờ em sẽ bán bao nhiêu em sẽ không bán cô chú anh chị ạ. Em sẽ không bán mà em sẽ để lại để mà chơi thôi. Bởi vì là mua cái giá nó quá cao rồi thì bây giờ bán đi thì coi như là để tặng luôn ấy cô chú anh chị. Nên là thôi cứ để chơi như vậy cô chú anh chị ạ. Để chơi như vậy thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những phần lan kiếm phan trí mà siêu đắt đỏ trước đây luôn. Và hàng này thì chuẩn hoa cô chú anh chị nhá. Phải nói là kiếm phan trí là một cái dòng hoa mà nó đắt nhất trong tất cả những dòng lan kiếm. Hàng này thì chuẩn hoa. Riêng dòng kiếm thì không chỉ chơi hoa mà còn chơi thân lá rất là đẹp. Hình 82 140.000 thôi và hình 83 với giá là cũng 140.000 và hình 80. Hình 81 140.000 chứ. Và hình số 80 cũng với giá là 150.000 này. Sau bên này đây sẽ là những cái bảng lan. Chậu duy nhất 5 cánh trắng họng hồng đây ạ. Chậu duy nhất 5 cánh trắng họng hồng đây. Cô chú anh chị cực kỳ là mướt và đẹp luôn. Đó, sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời với giá chỉ có 120.000 thôi cho giò này đây. Nguyên một giò, chỉ có một giò thôi. Hàng thân rất là mập và dài như này này cô chú anh chị. 120.000 cho một giò nó quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và sang bên này là duy nhất là một chậu trầm cổ. Hôm qua cũng có cô chú anh chị nào đấy đã nhắn em lấy rồi nhưng mà có khách chốt rồi nhưng mà người ta lại đi công tác nên không nhận được hàng nên hôm nay em sẽ bán lại. Trầm cổ thì hoa không phải tự dưng mà gọi trầm cổ đâu ạ. Hoa đẹp xuất sắc nhé cô chú anh chị nhé. Càng già thân càng xoắn đỏ rất là đẹp. Với giá em đang bán một cái chậu trầm cổ này là 120.000 thôi ạ. Rơi rất là nhiều thân như thế này cô chú anh chị nhìn thấy thân luôn rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò hạc vĩ. Đây trầm cổ đây này, mặt bông trầm cổ đây, hoa to khổng lồ luôn, đỏ thắm rực rỡ luôn như này. Và sang bên này sẽ là những cái giò lan hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá cô chú anh chị nhá. Bụi nào bụi đấy, cô chú anh chị nhìn cho em chứ không phải là em mang mấy cái giò kia xuống là nó đẹp đâu ạ. Hơn chục thân cho một giò xanh mướt và dài đẹp như thế này này. Một giò sẽ là một tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Hơn chục thân cho một giò, thân mập và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Mặt bông hạc vĩ thiên cung lữ bố đây, cô chú anh chị. Đó, sắc hoa không phải nhạt màu như hạc vĩ rừng đâu ạ. Mỗi một giò sẽ là một cái tác phẩm đẹp mộng mơ. Đó, với giá là 140.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc pháp. Cũng hơn chục thân cho một giò. Trước đây thì cái giả hạc pháp này sẽ là hoa nở vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Rất là mướt luôn cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là mướt luôn ạ. Dễ sống dễ chăm vô cùng. Và mỗi một thân sẽ là một suối hoa. Một cái giò lan như vậy cô chú anh chị, đến khi nó nở hoa sẽ là một cái tác phẩm cô chú anh chị. Thưởng thức vào ngày Tết thì không có gì tuyệt vời hơn. Ngày Tết đến xuân về không tìm gì tuyệt vời hơn. 140.000 cho một cái bảng giả pháp này. Bên này đây thì em đang có hai giò phi điệp vàng ạ. Giò này gọi là giò 59 đấy. Em đang bán cái giò phi điệp vàng 59 này với giá 100.000. Và hình 60 này cũng với giá là em bán 90.000 thôi. Và tiếp sau bên này đây thì cô chú anh chị mình cùng chọn em chọn những cái hình quế lan hương, những hình dáng hương đuôi cáo. Hàng hôm nay rất là nhiều những cái hình độc đáo và đẹp cô chú anh chị cùng chọn nhé. Quế thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân hay là cáo cũng vậy, hàng hiện tại đang nụ ạ. Cô chú anh chị mình cùng cho em chọn những cái hình quế trước này. Hình này em gọi là cái hình 32, cái hình quế lan hương mà cũng đang có rất là nhiều cây có nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đang có cây nhú nụ rất là đẹp luôn rồi ạ. Hình quế 32 này thì đây, cái này thì năm ngoái cho hoa rất là đẹp rồi. Năm nay thì chắc là sẽ cho hoa muộn hơn một chút. Nên là thời điểm hiện tại em chưa thấy có nụ đâu. Hình quế 32 là hai cặp đôi mẹ con nhé cô chú anh chị nhé. Một cặp mẹ con, một mẹ hai con, một cặp một mẹ một con ạ. Và hình quế lan hương này em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. 140.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Là hình 32 ạ. Hoặc cô chú anh chị mua hàng cân cho em cũng được. Hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Hình số 33 là 4 cây. Cô chú anh chị nhìn thấy nụ của nó chưa? Đó, một cái dòng lan coi là đệ nhất hương ạ. Một mùa tháng 8 của chú anh chị mà được thưởng thức những cái bông quế nở thì chắc chắn sẽ cảm thấy thực sự nó. Cây này cái quế nhăn nữa này. Đó, một cái ngọn quế này là đang hiện tại đang lá nhăn ở đây nhá. Cái lá này đang nhăn này. Nhăn rất là đẹp luôn. Đó, bốn ngọn quế ở đây.
Ngọn này là ngọn mẹ con, trong đó thì ngọn cây con hiện tại đang có một cái lá nhăn ở đây. Và cái hình quế này xin phép em được bán với giá là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. 170.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34. Hình 34 này cũng là 4 cây ạ. 4 cây, hàng lá xếp đẹp, hiện tại cũng có cây có nụ cô chú anh chị ạ. Cũng đang có cây có nụ rồi. Đó, như cây này lá bóng bẩy rất là to luôn. Hình 34 này em bán với giá sẽ là 140.000 thôi. Đó, 140.000 thôi cho hình này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35, cũng là 4 cây ạ. 4 cây lá xếp cực đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Này, 4 cây lá xếp rất là đẹp luôn. Trời ơi, cây này thì hai nụ luôn, mặc dù bị gãy ngọn nhưng mà sau này nó sẽ mọc lên ngọn mới nhá cô chú anh chị nhá. 4 ngọn lá xếp rất là đẹp ở đây. Đấy, ngọn này cũng bị lỗi ngọn mất à. Ờ, cả cái hình này. Ôi, cái hình này lại gãy ngọn này. Hình này gãy ngọn mà lá xếp rất là đẹp luôn đấy, toàn cây như cây này cũng bị gãy ngọn mà hiện tại đang mọc lên ngọn mới rất là đẹp này. Đấy, cái hình này em xin phép được bán thôi. Cái hình này em bán với giá là 100.000 đi cô chú anh chị. 100.000 đi ạ. Rất là nhiều nụ, nhiều hoa mà hàng lá xếp nhé cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36. Hình này có 5 cây nhé cô chú anh chị nhé. 5 cây quế. 5 cây quế ở hình 36 này. Cây này nhỏ nhưng mà có võ luôn này. Đang có nụ luôn này. Hình này em bán với giá là 120.000 thôi ạ. Và sang hình 37 cũng là 5 cây. 5 cây cũng có cây đang có nụ này cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Nhiều cây có nụ ở đây nhé. Và hình này em bán với giá là 150.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38, 3 cây ạ. 3 ngọn quế ở đây ạ. 3 ngọn quế này, ngọn này đang nụ to đùng luôn này cô chú anh chị này. Ôi, cái ngọn này nữa này. Nụ này. 3 ngọn quế này em bán với giá là 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Hình số 39 là 4 ngọn quế này. 4 ngọn quế hàng lá xếp và cũng đang bắt đầu là nhú nụ. Hình này em bán với giá là 150.000 và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. 3 ngọn 8 ngọn quế luôn ạ. 8 ngọn quế này, ngọn này này. Đó, nhìn như này thôi mà cũng có nụ rất là xinh luôn rồi. 8 ngọn quế này em bán với giá là 140.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41. 41 này là có 3 ngọn quế. 3 ngọn quế ở hình 41 này. Đó, cây này thì cũng đang cây này nhú nụ rất là xanh biếc, rất là đẹp luôn này. Hàng này cũng hàng lá xếp và làm lá khá là to. Hình này em bán với giá là 130.000 này. Và sang hình tiếp theo 42, 6 cây ạ. 6 cây quế ở hình này em bán với giá là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp, đẹp mê luôn. Đây, cây bé bé mà cũng nhú nụ hết, 130.000. Có cây có nụ nhá. Sau bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Sẽ có rất là nhiều những hình đuôi cáo để cô chú anh chị mình lựa chọn. 190.000 1kg hoặc thể mua theo cây ở cân ở đây cũng được. Hình số 43, 9 cây ạ. 43, 9 cây cáo nhá. Mướt luôn, cực đẹp, không bỏ lá chân cô chú anh chị ạ. 9 cây cáo này với giá 130.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 là 4 cây rất là đẹp. 4 cây to này cô chú anh chị vào là xanh chậu luôn. Và đến mùa hoa thì những cây to này bao giờ cần hoa cũng đẹp mê mẩn cô chú anh chị ạ. 4 cây này mới giá 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 45. 7 cây nhé cô chú anh chị nhé. 7 cây 130.000. Và hình tiếp theo 76. Hình số 46 ạ. Hình số 46 này có tất cả là 6 cây. Đó, 6 cây cô chú anh chị ạ. 6 cây như vậy nhé. 6 cây như vậy em bán 130.000. Và sang hình tiếp theo. Cây này khá là trắng này cô chú anh chị này. Cho cô chú anh chị nào thích. Cây này khá là trắng. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái hình cáo xếp ạ. Cây này xếp mẹ con này. Đó, 3 ngọn cáo xếp rất là đẹp như vậy. 160.000 cô chú anh chị nhá. 3 ngọn cáo xếp luôn cô chú anh chị ạ. 3 ngọn cáo xếp 160.000. Và sang hình tiếp theo 48, 6 ngọn cáo xếp đẹp mê luôn ạ. 6 ngọn cáo xếp thẳng tắp đẹp, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hình này em bán giá 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. Quá đẹp ạ. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ, 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 49, 11 cây. 11 cây này với giá là 120.000. Đẹp chưa cô chú anh chị, siêu rẻ luôn. Và sang hình tiếp theo là hình 50, một cặp đôi hai cây to khủng luôn ạ. Cần hoa hứa hẹn sẽ là dài tít tắp. 110.000 cho cặp đôi này. Và hình tiếp theo cũng là một cặp đôi cây rất là to luôn. Cây bên này này, 3 cây cô chú anh chị ạ. Như cây bên này vừa rồi là cặp đôi bên này vừa rồi có hai nụ rất là dài to khỏe luôn. Hình này em bán với giá 120.000. Và sang hình 52, 6 cây ạ, 120.000 nhé cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình số 53, 15 cây luôn ạ. 120.000 thôi cô chú anh chị, những cây nhỏ thì mình sẽ chăm lâu hơn nhưng mà nó lên nó cũng sẽ rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 54, 8 cây. Đó, 8 cây này với giá 120.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 55. Hình 55 4 cây ạ. 4 cây hàng lá xếp nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, đẹp, rất là đẹp. Hình này 120.000 luôn ạ. Hình tiếp theo là hình 56. 110.000 cho hình này với 9 cây. Và hình tiếp theo 57. Một rề 5 cây với cả 3 4 cây rời ạ.
110.000 thôi ạ. Siêu rẻ luôn cô chú anh chị, chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Xanh tiếp theo là 589 cây. 9 cây này cô chú anh chị. 9 cây rất là chất lượng luôn, nhiều cây là xếp rất là xinh. 9 cây này em bán với giá là 120.000 nhá. Mà sang hình tiếp theo, hình số 59 ạ, một cặp đôi 3 cây, 1 phần 3 cây cáo, to khủng bố luôn ạ. Và cây này thì lá còn dày vừa to nhá cô chú anh chị nhá. Lá vừa dày vừa to luôn. Cây này vừa rồi hai vòi bông luôn này cô chú anh chị này. Đó, lá to dày, chính vì vậy mà khi mà nó nở hoa thì cực kỳ là đã luôn. Ba cây cáo to bự này xin phép bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Giò này là cô chú anh chị lên giò là được tác phẩm luôn ạ. Chứ không cần phải chăm sóc gì nhiều. Lên giò được tác phẩm luôn, cây rất là to. Xanh tiếp theo 65 cây ạ, 130.000. Hình số 51 này. Hình số 61 này. Hình số 61 là 19 cây. 19 cây này em bán với giá luôn là 100.000 đi. Mỗi một cây tính vào có 5.000 thôi ạ. Và xanh hình tiếp theo là hình số 62 ạ. Hình 62 một cái lô này có bao nhiêu cây đây? Một cái lô này của em có 7 cây nhá, hàng lá ngắn ạ. Hàng lá ngắn và có những cây xếp vip xinh luôn này cô chú anh chị này. Có những cây này thì về trồng đỉnh luôn. Và hình này xin phép bán với giá 120.000. 120.000 thôi, 130.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 63. Hình 63 này 9 cây nhá cô chú anh chị nhá. Nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ luôn, bởi vì ở đây hàng toàn bộ đều là lá ngắn và gần như là hàng lá xếp. Và hình 9 cây này em bán với giá cũng 130.000. Và sang hình tiếp theo hình 64 4 cây ạ. 4 cây này em bán với giá là 110.000 đi. Hình 65. Hình 65 6 cây. 6 cây với giá là 130.000. Và hình tiếp theo 66 ạ, 9 cây cáo xếp, 10 cây cáo xếp nhá cô chú anh chị nhá. 10 cây cáo xếp thẳng tắp này cô chú anh chị này. Đó, những cây xếp thẳng tắp này, chất lượng vô cùng luôn. Em bán lô này 200.000. Đó, có 10 cây luôn, tức là mỗi một cây này tính giá 20.000 ạ. Và sang bên này đây là hình 67. Với giò lan mà rất là nhiều cây cáo này. Đó, cô chú anh chị về chăm tưới trong mùa sau để được thưởng thức những bông hoa đẹp nhá. Giò này với giá 150.000 và 68 cũng với giá 150.000 ạ. Mật ong khoái ạ cô chú anh chị, vàng ương đảm bảo cô chú anh chị rằng là sẽ thơm ngon đến từng giọt cuối cùng. Hàng chuẩn xịn là mật khai thác ở rừng nhé cô chú anh chị nhá. Thơm ngon đến từng giọt cuối cùng luôn. Em đang bán với giá chỉ có 200.000 1kg thôi. Hàng này thì chủ yếu là mật thôi cô chú anh chị ạ. Sáp rất là ít, sáp gần như là đã bỏ hết rồi cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình về lọc lại một chút xíu thôi ạ. 200.000 1kg cho mật ong này nhé cô chú anh chị nhá. Từng giọt mật trong vắt luôn, thơm nức luôn ạ. Đó, chè ô long của vùng nguyên mình Cao Bằng với giá là 170.000 cho túi nửa kg. Này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho lan, vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg. Và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong cặp, atonic 12.000 trong một gói, xúc thai hốc môn tăng trưởng 5.000 trong một lọ. Và B1 thái và dưỡng chất AB 8.000 trong một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, liền da mỹ tiến 40, liền da sẹo đen 55.000 một lọ, siêu da dễ N3M 30.000, ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Captan đặc trị Kinkinbun đặc thuốc đặc trị côn trùng với giá là 7.000 trong một lọ. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. 25.000 một gói, chi Kinkinbun đi đâu rồi? Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một gói, dây bộ lan chiều dài 100m, lọ cắt tiền theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân chuồn quế nguyên chất đã qua xử lý, nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi 1kg. Phân dê đã qua xử lý với giá là phân dê đã qua xử lý nhá, với giá là 418.000 1kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt với mỗi một lọ là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại những mặt hàng kg cực kỳ là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay. Đó, cô chú anh chị mua giá, mua lượng hàng xỉ thì sẽ được giá ưu ái cô chú anh chị nhé.